Chỉ cho các bác một cái mẹo, chỉ cần bấm những cái khuỷu tay của chúng ta này thôi mà chữa bách bệnh. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTT3. Và thưa với lại các bác, thì video ngày hôm trước tôi đã chia sẻ đến các bác cái cách chúng ta tác động đến cái phần đầu của chúng ta này để chữa bệnh này, và cũng như là cái video tiếp theo tôi đã chia sẻ đến các bác cái cách để chúng ta tác động vào đôi bàn tay của chúng ta để chữa bệnh này. Vâng, và trong cái video ngày hôm nay á, thì tôi xin được chia sẻ đến các bác cái cách mà chúng ta sẽ bấm vào cái khuỷu tay này, từ cái đoạn khuỷu cái gióng tay, cái ống tay của chúng ta này, nhưng chữa được rất là nhiều bệnh. Vâng, và nếu như bác nào quan tâm tới những cái video trước ấy mà chưa biết ấy, thì các bác có thể vào gõ rằng là cách bấm huyệt ở đâu mà chữa bệnh các bác nhá, thì các bác sẽ tìm thấy những video đó. Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng đi vào cái phương pháp chúng ta nhận biết bệnh, cũng như là chúng ta day bấm ở trên cái khuỷu tay, trên cánh tay của chúng ta này để chữa bệnh nha các bác nhá. Thưa với quý cô bác anh chị, thì đã có rất nhiều bác sau khi mà xem video của tôi đã áp dụng và chữa được những cái tình trạng như là bị tê buốt cánh tay hay là bị tê nhức này. Vậy thì thưa với các bác, không những là cái bàn tay của chúng ta này này, cái cánh tay của chúng ta này chữa được cái việc tê nhức buốt đâu, mà nó có thể còn phát hiện ra bệnh tật này, cũng như là khi tác động vào những cái điểm ở trên cánh tay của chúng ta này, ta cũng còn có thể chữa được những cái vấn đề như là bị đau vai cổ gáy này, cũng như là bị đau thắt lưng này các bác ạ. Và cũng như là những cái người mà bị đau ở cái phần bụng này, các bác cũng có thể tác động ở chính cái bàn tay của chúng ta này được các bác nhá. Vậy nó mới là cái điều kỳ diệu. Vâng, đầu tiên ấy, thì thưa với các bác này, các bác hãy nhìn cái khuỷu tay của các bác nhá. Cái phần này này, cái phần này gọi là cái khuỷu tay, và bên trong của khuỷu tay ấy thì các bác có thể áp dụng như này để các bác có thể biết này. Thường xuyên các bác vỗ đây, vỗ này. Các bác vỗ một lúc mà nếu như cái phần ở cái chỗ khuỷu tay của các bác này, bên trong này, nó mà đỏ, nó đỏ nhá, thì là ok, là sức khỏe các bác tốt. Nhưng nếu như nó đỏ mà nó lại chuyển sang tím các bác nhá, nếu chuyển sang tím tức là các bác đang có những vấn đề liên quan đến bệnh tật. Đầu tiên đó là có thể là do các bác bị những vấn đề liên quan đến tim mạch các bác nhá, hoặc là khí huyết của bác lưu thông kém thì sẽ gặp phải cái tình trạng này. Thì sẽ có cái tình trạng là bị tím ở cái chỗ phần này. Và những cái người mà bị trúng gió cũng có thể bị tím các bác nhé. Có nghĩa là chúng ta ra ngoài mà bị gió độc, hít phải những luồng gió độc, hoặc là những bị gió độc vào người, bị cảm cúm, bị ốm, và chúng ta vỗ ở đây thấy nó tím thì chứng tỏ chúng ta cũng đang bị gió. Thế nên là các bác có thể áp dụng để chúng ta phán đoán cái bệnh tật cho mình các bác nhé. Thứ hai, thưa vị các bác, những người thường hay bị tê buốt cánh tay, tê buốt các bác nhé. Có những người là tê buốt nhức rất là khó chịu. Có những bác là sau khi mà đã đi viện này, rồi về nhà châm cứu này, nhưng không hết các bác ạ. Châm cứu mà lại không hết nhá. Nhưng thưa với lại các bác ấy chẳng may là xem được cái video tôi chia sẻ, bác đã chỉ cần bấm 3-4 cái điểm huyệt ở trên tay thôi là hết ngay cái chứng tê buốt đó. Và tôi xin được mách các bác nhé, nếu như những bác nào bị tê buốt mà cảm giác nó buốt ở bên trong xương ấy, cảm giác rất là khó chịu và luôn luôn cần phải đấm tay, giật tay, rồi là bóp này, nó nhức này, khó chịu này, thì các bác này, các bác nhớ nhá, bấm vào cái điểm này này, cái từ cái bả vai xuống này các bác này, đây là cái phần này, đây là điểm 1 nhá các bác nhá, điểm 1 ở đây. Thì cái điểm này ấy, các bác chỉ cần là lấy tác động là từ cái phần xương đòn gánh chúng ta này này. Đấy, đưa ra là ở giữa phần này này. Đấy, các bác bấm vào đây, giơ cái tay bấm vào đây, bấm vào đây, thả lỏng cái vai này ra. Cái tay này ta dùng tay phải cứng để ta bấm, thế còn cái vai bên này ta phải thả lỏng ra. Đấy, các bác dây bấm này, điểm thứ nhất là đây, điểm thứ hai là đối diện đằng sau các bác nhá. Đối diện đằng sau thì đằng sau ta thò ra này, nó có khó thì ta có thể là dùng cái hai cái ngón tay này để ta bấm và dây. Nếu như các bác nào mà khó giơ tay ra được như thế thì rồi ta đau cả hai bên tay chẳng hạn, ta khó giơ như vậy thì bảo con cháu nó bấm cho các bác nhá. Đấy, dây bấm một lúc. Đấy, các bác bấm từ 3 đến 5 phút bấm. Và điểm thứ ba là cái điểm trên cái xương vai các bác này, trên cái đầu xương vai này có cái điểm, một cái điểm xương cao, và bên ngoài cái điểm xương cao đấy là một cái điểm xương nó hơi lõm, thì các bác nhớ nhá, đấm và bấm vào cái điểm nó hơi lõm đấy, bấm vào cái điểm hơi lõm ở đầu ngoài
ngoài của cái xương ấy, bấm vào cái điểm đấy, nó có cái khớp mà. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào đó, các bác bấm vào đấy, các bác sẽ bấm từ 3 tới 5 phút các bác nhé, bấm từ 3 tới 5 phút. Và điểm thứ tư rất là quan trọng, đó là cái điểm ở dưới nách. Cái điểm dưới nách này ấy, thì các bác hãy giơ tay lên và ta dùng ngón tay cái ta bấm vào trong nách. Và các bác day bao giờ thấy cái điểm mà nó, các bác bấm nó sẽ thấy có những cái điểm nó tức ra cái cánh tay. Đấy, thì tức ra ấy, các bác bấm như thế và cứ nhớ là bấm dọc theo cái điểm tức cánh tay đấy các bác nhé, bấm dọc theo đến cái phần khuỷu tay. Các bác bấm từ gập khuỷu tay ra đến cái huyệt nội quan các bác nhé. Cái huyệt nội quan là cái huyệt đây này. Đấy, các bác bấm ra đây. Đấy, thì những cái người nào bị tê buốt cánh tay ấy, các bác bấm như vậy thường xuyên, ngày chỉ cần làm 3 lần thôi. Các bác nào mà bị đang bị tê buốt ấy, các bác bấm chỉ cần 1 lần thôi là các bác thấy nó nhẹ ngay luôn. Đó, rất là hay luôn, đây là cái cách rất là tuyệt vời các bác nhé. Ngoài ra thì còn có thể tác động ở trên cái cánh tay của chúng ta này, chữa được rất nhiều thứ, ví dụ như là vai gáy này, đau bụng, đau lưng này các bác nhé. Các bác có thể thấy này, nếu như chúng ta thêm trong đông y đồng ứng liệu pháp ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này là phần đầu và phần này ấy, nó sẽ là cái vai và cái thân của chúng ta. Đấy, phần này sẽ là cái phần lưng của chúng ta các bác ạ, phần này sẽ là phần lưng của chúng ta. Thì tương ứng như vậy ấy, thì các bác hãy thử này, nếu bác nào bị đau vai cổ gáy thì các bác hãy thường xuyên bóp ở cái cổ tay này. Những người nào bị đau vai cổ gáy các bác cứ day bóp ở đây xem, sẽ có cái điểm đau mà đau nó rất là khó chịu, đau nó đau tức tức và khó chịu, rất là cái kiểu khó chịu ấy, nhưng mà lại thích bấm. Đấy, đau tức tức và rất là thích cái day bấm như này, tức tức khó chịu nhưng lại thích day bấm như này này, thì đấy là cái điểm để chữa cái đau vai gáy các bác nhá. Bác nào mà bị đau vai gáy quay người không được này, rồi là rất hay bị ấy, thì bác cứ thường xuyên, nếu vai trái thì ta bấm tay phải, còn nếu tay phải vai phải thì ta bấm tay trái. Các bác thử đi, sẽ có những cái điểm như vậy. Đấy, sẽ có những điểm đấy, nhưng mà những cái cơ ở đây nó bị đau, nó bị đau, nó tương ứng đồng ứng với lại cái vai của chúng ta, cái vai gáy của chúng ta, nên là các bác day bấm là nó sẽ hết cái vai của các bác. Và đặc biệt nữa là các bác nào đau mà là cảm thấy nó đau, nó giật lên đầu rất là khó chịu ấy, cực kỳ khó chịu ấy, các bác cứ chỉ cần day bấm một lúc rồi mà nó thoáng hẳn ra ngay. Thế còn cái việc đau thì nó chỉ trong vòng một tối thôi, một tới hai ngày thôi là nó giảm, là nó hết hẳn. Đấy, rất là hay các bác nhá, các bác hãy thử. Đó, thì ở đây từ cái phần này này, từ cái phần khuỷu tay này là như vậy. Thế còn với những bác nào bị đau lưng nhá các bác nhá, đau lưng thì hãy dùng cái tay như này này, chà như này các bác này, thì cái phần này của chúng ta tương ứng với đầu thì đây là sẽ tương ứng với lưng. Đấy. Thế còn bác nào bị bụng bão đau, ta có thể xoa bóp vào đây các bác nhá, bụng bão đau là ta có thể xoa bóp vào đây là có thể chữa được cái vấn đề bụng bão của chúng ta, nó bị đau. Đấy, nó tương ứng đồng ứng các bác nhá, rất là hay luôn. Ở khuỷu tay, ở cái bàn tay của chúng ta thôi, cái cánh tay của chúng ta thôi nhưng mà lại chữa được bệnh đó, rất là tuyệt vời. Và thưa với các bác này, thế còn những cái bác nào mà bị những cái tình trạng nó đau, nó nhức buốt các bác nhé, đau nhức buốt mà nó cái kiểu mà giơ cánh tay lên không có lực các bác này, giơ cánh tay lên không có lực nhá, thì ví dụ như là tay trái các vị mà nó nặng như vậy ấy, thì nhờ con cháu nhá, ta sẽ cố gắng bóp ở cái tay phải trước. Có nghĩa là cái tay nào bị thì ta phải làm cái tay đối diện, tay trái bị thì làm tay phải, mà tay phải bị thì ta làm tay trái. Đấy, thì nó sẽ nhả cái tay kiểu của bác ra và nó sẽ nâng tay này lên được. Đây cũng là một trong những cái cách của đông y là trong ngoài trái phải đồng ứng, các bác có thể áp dụng để có thể chữa bệnh cho mình các bác nha. Và thưa vị các bác thì ngoài ra ấy, thì khi mà chúng ta đã làm cả cánh tay ấy, thì các bác cũng đừng quên là chúng ta áp dụng với cả cái bàn tay nữa. Vì với những cái cách mà gọi như là trục phong hoặc là đuổi gió ấy, thì chúng ta khi đã đẩy bám từ bấm từ trên vai của chúng ta, bấm dọc theo cánh tay thì đến phần huyệt nội quan này rồi ấy, thì các bác vẫn phải bóp và bấm ra cho nó hết đến những cái huyệt ngón tay, buốt ra tận ngón tay. Và thậm chí là có những cái bác đau ấy, đau ở tay buốt lâu ngày và các bác làm như vậy ấy, thì khi các bác vuốt ra thế này này, cảm giác như là gió nó ra ở cái đầu ngón tay luôn, cảm giác nó thoáng hẳn từ đầu ngón tay luôn. Các bác cứ thử đi, các bác sẽ thấy những cái hiệu quả vô cùng tuyệt vời này. Vâng, và nếu những bác nào đang xem video này rồi thấy nó hữu ích rồi, đừng quên hãy chia sẻ nó cho anh em bạn bè làng xóm được biết, vì tôi biết rằng rất nhiều những cái người cao tuổi là rất hay bị những cái tình trạng đau nhức xương khớp như thế này và đau buốt cánh tay này, nên là các bác hãy nhớ chia sẻ để cho nhiều người áp dụng chữa được bệnh cho mình mà không cần tới thuốc các bác nha.
Vâng, và nếu các bác cảm thấy video hữu ích cũng đừng quên là giữ nút đăng ký ở phía bên này và nút chuông nữa, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.